Alo. Chào mọi người. Tối nay có một vài vấn đề muốn tâm sự với mọi người một xíu. Nhưng mà tôi là chắc là tặng mọi người một bài hát trước rồi mình nói chuyện sau ha. Cuối tuần rồi. Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hà, nối tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà. Đời không dám tới, thì đành việc cho tôi, nhạc tình sao lắm lời, đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trông hai hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm người nâng Linh hồn viết bởi câu ca vì tên hay thiên lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lính bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất lạ, chợt lên ý là nên viết văn chương gớm tiếng hậu hương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng cho mọi người có một bài cuối tuần vui qua một tuần mới nhiều may mắn, nhiều động lực. Ngoài đang xa quê hương, ở xa xa nhà, lâu ngày không về thì mình nói chuyện đồng cảm với nhau ha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lính bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất lạ, chợt lên ý lạ nên viết văn chương gớm tiếng hậu hương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng lắm, nhưng mà tinh thần là chính ha. Thì em ngoài lời nói luôn, vì sao mà có cái clip này?
Tại vì thời gian qua là có khá là nhiều những chuyện, những trục trặc, những cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện thiện nguyện mà em đã và đang làm. Thì trước hết thì xin nhận lỗi trước đi về một cái trường hợp ở Bạc Liêu, một cái ca mà như chắc là mọi người có theo dõi cái kênh của em có được biết, một cái trường hợp cái anh này đi làm ở công trường và bị điện giật, sau đó thì phải cưa luôn hai tay. Thì có một cô tên là Hồng Trần ở California, có gửi tiền về, và số tiền thì hơn 2 triệu, với lại một chị nữa là tên là Hoàng Thị Tâm gửi về nhờ gia đình ở quận Bình Tân ở gần khu Tên Lửa, em nhớ là vậy, gửi về 1 triệu. Thì cái ca này tổng là 3 triệu, khoảng 3 triệu 2, 3 triệu 3 gì đó, nhưng mà em gộp luôn cho thành 3 triệu rưỡi. Thì nhưng mà khi mà tiền nhận xong thì em qua bên bệnh viện Chợ Rẫy thì bệnh nhân đã xuất viện rồi, và cho nên là rất là tiếc là không có thể trao trực tiếp cho bệnh nhân được, nhưng mà gia đình thì ở xa, với lại là làm phụ hộ, cho nên là cái chuyện mà tài khoản cái thứ thì không có rành cho lắm. Hôm trước người nhà cũng có gửi cái số tài khoản nhưng mà em không có rõ ràng, chỉ có cái số không, em cũng không biết sao để gửi, cho nên là xin lỗi cô Hồng Trần và chị Hoàng Thị Tâm. Thì trong cái lần tái khám định kỳ sắp tới em sẽ trực tiếp đến trao cho bệnh nhân à. Thì chắc là nói luôn để hai người an tâm là vì bệnh nhân này sau cái clip kêu gọi của em, cộng với một số sự cộng hưởng thông tin của một vài mạnh thường quân khác, thì cái trường hợp này đã dư dư viện phí để lo điều trị, cho nên là cái tiền của mình là chắc để hỗ trợ thêm về sinh hoạt phí thôi, chứ không có sợ thiếu tiền viện phí à. Cái vấn đề thứ hai, là có rất là nhiều trường hợp gọi đến cho em. Có thể một ngày em gọi em con à, mình nhận được khoảng hai, chắc là cỡ khoảng trung bình là 15 đến 20 cuộc gọi cầu cứu, thì em không thể nào mà nghe xuể được, cho nên là có nhiều cái trường hợp mà lúc đó em làm việc thì em không thể nghe được, cho nên là phải buộc lòng phải yêu cầu mọi người nhắn tin thôi. Em xin khẳng định lại hôm nay ở cái clip này là em không phải là một cái người chuyên làm YouTube để kiếm sống, mà đây chỉ là một cái kênh để hỗ trợ thêm cho cái công việc của em liên quan đến lĩnh vực y tế, tiếp xúc với các bệnh viện. Thì trong cái thời gian tiếp xúc đó thì em nhận ra là có nhiều cái trường hợp đáng thương cần được giúp đỡ, cho nên là cái mục đích lập ra cái kênh này là để hỗ trợ thêm cho cái công việc chính của em ở các bệnh viện, chứ không em không phải là một người chuyên đi làm YouTube. Cho nên là có nhiều trường hợp phản ánh vì sao mà những cái ca ở các tỉnh như là Vũng Tàu, như là Kiên Giang, An Giang, thậm chí những ca ở xa như là Bình Thuận, Khánh Hòa, thì nói là sao mà em không không chịu đến ghi nhận. Thì thực sự là em không có thời gian để mà theo dõi được những trường hợp này, cho nên em buộc lòng phải phải hướng dẫn người nhà, là có thể là dắt người nhà của mình lên thành phố Hồ Chí Minh đến những cái bệnh viện chuyên khoa phù hợp để khám, thì lúc đó em mới có thể ghi nhận được à. Mong là mọi người thông cảm về cái hoàn cảnh cũng hơi bị ngặt nghèo, cũng hơi bị éo le như vậy, không có thể nào mà đi được những tỉnh xa được, tại vì cái công việc chính của em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Một số lần em đi tỉnh là đi công tác là em tranh thủ thời gian để em ghé thôi à. Và một cái vấn đề khác mà em muốn được nói đó là một số anh chị cũng bình luận trong một cái vài clip cũng hơi gay gắt, đó là
Và vì sao mà em nói chuyện với bệnh nhân xong rồi em không có cho tiền, một số trường hợp cho tiền coi như là hỗ trợ, trong một số trường hợp thì không, thì em cũng xin nói luôn là có một số trường hợp thì đã có bệnh viện hỗ trợ một phần và họ nhờ em đến để kêu gọi, để lan tỏa thêm thông tin thôi ạ. Và cũng như một số trường hợp khác á, thì em cũng có gửi tặng cho các bệnh nhân một cái số tiền ủng hộ nho nhỏ, nhưng mà em không có đưa vào clip để làm gì. Có cái thì đưa, có cái không đưa, cho nên là chắc là mọi người cũng không có nhìn ra được. Thì cái này thì em xin nói luôn là tùy vào hoàn cảnh, tùy vào trường hợp của bệnh nhân có quá khó khăn, có quá cần giúp đỡ hay không, thì lúc đó là em sẽ cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này. Và mọi người yên tâm, những cái ca nào mà em kêu gọi cho bệnh viện thì đều có cái sự hỗ trợ của phòng tác xã hội của bệnh viện. Và thú thật là cái kênh của em thì đúng là cái lượng tương tác nó không có cao nhiều so với những anh chị mà chuyên đi làm thiện nguyện, đi làm YouTuber tự do. Thì mỗi ngày họ họ tìm kiếm những cái hoàn cảnh bất hạnh đó và họ lên bài kêu gọi, những cái lượng subscribe của họ rất là lớn, cho nên là cái hiệu ứng họ lan tỏa nhanh. Còn em thì chỉ làm theo kiểu tùy duyên thôi, có những ca có duyên thì kêu gọi được rất là nhiều, còn những ca không duyên thì phải đành chịu, chỉ kêu được vài ba triệu thôi. Và có những ca thì buộc lòng em phải từ chối vì cái bệnh là quá nặng, không thể nào mà chữa trị được. Và cái quan điểm của em là giúp những trường hợp hiệu quả và tới nơi tới chốn, chỉ có vậy thôi à. Nếu mà mọi người không hiểu thì em cũng cũng đành chịu thôi. Thì đó là một vài lời để tâm sự với mọi người trong cái thời gian qua. Và một cái vấn đề nữa là cái kênh của em không chỉ đăng tải những cái vấn đề về từ thiện, về thiện nguyện, về hoàn cảnh khó khăn không, mà đó là còn là những cái lĩnh vực liên quan tới y tế, liên quan tới xã hội. Như mọi người đã thấy, những cái trường hợp mà một cái người cha ở Đồng Nai mất đứa con ngoan ngoãn sau tai nạn giao thông, thì em cũng đã theo từ lúc mà ông ấy gửi hồ sơ cầu cứu lên sở y tế cho đến lúc mà bệnh viện phản hồi, nhận sai, xin lỗi và chịu hoàn toàn viện phí. Cũng như là một cái trường hợp ở bệnh viện Nhi đồng thành phố thì sao, cái ngày đầu tiên gửi nhà trẻ ở Long An, thì cái đứa bé con của một chị quê ở Cà Mau đã có một cái vết thương nặng ở đầu, và đến giờ thì mọi chuyện vẫn vẫn còn trong cái vòng điều tra của công an. Thì đó là những cái chia sẻ của em. Chỉ cái kênh của em là chỉ có làm theo sức của mình thôi, chứ không thể nào mà theo hỗ trợ hết tất cả các trường hợp được. Cũng mong là mọi người hiểu cho em mà. Thôi thì đôi điều chia sẻ ngắn ngắn vậy thôi. Chúc mọi người có một cái ngày Chủ nhật thật vui, và mong là luôn nhận cái được cái sự lan tỏa, sẻ chia của mọi người, kể cả những người ở gần hoặc là những người ở xa nữa. Em luôn hứa là sẽ làm hết sức mình trong cái phạm vi cho phép, và những cái trường hợp mà em Hoàng Lê đang nợ nợ một cái lời hứa đến để mà ghi nhận, thì em sẽ cố gắng em thu sắp xếp để mà đến trong cái ngày gần nhất cả. Chào mọi người, chúc mọi người có một cuối tuần vui và một tuần mới đầy năng lượng ạ.